Ông này nó không có đủ chiều ngang chiều dọc thì nó thiếu nhiều thứ quá nha, thì nó khóa trên với cái và đây vậy bốn công nó lâu rồi nó cắt những cái chen rồi action này bây giờ ngập action này chen à toàn cục thứ này cha cục với chồng đấy nói nấu hello hello บาทตําบงธรรมทีวีสุกรุปองอ้นในบรรดาสังคมมา YouTube Facebook บาทบงธรรมบ้านมาราวัดตะตวยทําไมเด้อทําไมทัดนาภูมิไสดาของหมดอักเกงสรอกฝ่ายเจ้าท่านข้าดอกจังมาดอนในเคลียงเด้อบ่าวนะมาดอนในเคลียงเด้อว่าไงบงธรรมทีวีเจ้าทุกท่านอ่ะบงธรรมไลฟ์กับยังติดตกเรียงโง่ไลฟ์ tới 10 nữa cả nhà ơi cả nhà mình quay vào bên trong để xem á bữa nay thì lại đây cũng thợ đang làm thợ anh tài cái nhà anh tài bên bưng tôi chấp mây qua phụ gáp cho sư cái nhà hiện tại cũng đang sử dụng công cũ nhà cái nào sử dụng được thì sử dụng cái nào cũng được thì bỏ ha lâu em buông vô công cha khá là nó bỡ bán bỡ na bỡ bán cho cái đồng bây công mây lậu khai trương lại nghe ốc inox chỗ mày rất á mày lậu cho bộ con còn 80 minh bộ nữa bắt đầu rồi nó có nam quả long đến nó có quảng mới bén quá cả nhà chào quýt mới ha cái địa chỉ ít xây đá xã đã kiện quyền cho thành tỉnh Bắc Giang năm nay cũng được anh tài bên bên được chấp mây và tiếp hậu ráp bộ chơi quay bị lơi chó nó chơi đầu cắt luôn ha chắc là chuẩn bị cho nó xong cho nó gọn dễ làm chắc là cái mặt vừa cá vịt mây à nó có phải sửa sửa mót quá cắt thấy là à, cùi sông tôi không mà còn nó đáy à nấy à à tôi cắt này à nó quả là lăng quan tích quả là lăng quan tích ừ ha
xa là mình cơ hội á. Là mình cơ hội nè. Ba. Cái này mua vọt lên hả cái? À, tôi chơi quê. Thôi quá đại rồi đó. Qua rồi đây. Ừ, đại rồi. Thôi tiếp tiếp đó. Đã đó nó. Từ đầu cắt từ đó, từ đầu cắt từ đó cho nó gọn nha. Rồi nó cắt ra nó ngồi khắp. À, lò ban một con Minh bộn em ổn này, hiện tại được một con đầu, cái này cũng còn sử dụng được nữa cả nhà. Bào chỉnh sửa mặt dưới lại rất là đẹp quá nhá. Xem sao nãy lạnh bào lại nghe nó chè lị ngói đã học á, đã học á, khách trả nè, em đấy nhỉ, nó hơi chăm khách sơ sơ mới lớp, hoặc là may như thế, lẹ ra, lô à. Đấy rồi lô lăng quá vô nạt công đấy, công ở cái nhà cho nó chỉnh. Bạn ơi, bạn cốp cốp anh úc cắt vô lấy cắt vô bộ học xong lật sẵn hết chân. Vô cổ ba. Ừ. Ừ. Xóm từ từ pin nhé. Đâu? Mày nó cắt mã nè. À mày lỏng lắm, tao ngủ nha. Đẹp hết cái. Đó lắm.
cái tưng tao sọn má má tao sọn má má cái tưng nè nè khinh tưng tưng quê cỡ đến đá không cho nên biết không chiêu mà người ta phải bả phải bắt thấy lộng sữa rồi rất là đẹp. Đó muối lọ mình muối bạm đây cái này đó ăn lẩu chiên có còn men đa công nó sao sao tức bếp chiên phải ăn tới cái chậm mà ngày xưa là sai cái mơ cũ nên công về mình chắp ở đây mình to ca tiết này bọn bồn cầm tu sanh non còi tiết này hình bóng thầm mà thôi từ bây giờ tích nên là mày chạy lại là bóng bồn như người ta ngọt nên này hiện tại thì cũng công nó cũng không có đủ cái nhà thì do nó thiếu rồi sử dụng cái công cũ thì không còn bị hư hết rồi bị bẻ như vậy nữa cái nhà đó thì bẻ miếng miếng gì cho nên nghe không có sử dụng được đó. Nên là bây giờ tạm nâng giờ đợi coi cái chiều hoặc là mai gì đó có công bắt đầu tiếp tục khác nhá. Thì công này nó không có đủ chiều ngang chiều dọc thì nó thiếu nhiều thứ quá nha, thì nó khóa trên tới cái và đây bảy bốn công lâu rồi nó cắt những cái chén rồi action này bắt giờ nghe action này chén à toàn cục thứ này cho cục ở trong đấy nói nấu vừa mình toàn cái khóa bờ thống của ban đó mấy cái này nó nhỏ quá nè từ tôi bế cái mình cục đồng hồ con ba này vô âm bản này khóa này cái này hay là chén có thua âm bản đây bờ công can ban như là con đùi thì được ha con đùi thì được con đùi thì lấy đủ còn mấy con nằm dưới lường bụng thì nó không đủ nên là thở cũng khó nè nó nhỏ vì nó có chỗ nó bị thối nên là không được thì cũng thơm cũng lại cập nhật chút về chia sẻ đến tất cả các bạn mình theo dõi ha. Thì chùa cũng rất là eo hẹp với nhà kinh phí thì cho nên cũng chưa có nhà tài trợ thì thôi cũng thơm cũng xin tạm dừng ha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ha. Chương trình phòng thăm họ cũng mong muốn như thế nào này tất cả là kênh phòng thăm TV cho mà to video thêm tiếp theo kênh phòng thăm cho xong họ cũng mong muốn như thế nào nhé.